Chào mọi người, hôm nay để lên tiếp người một lô cần câu nha mọi người. Thì lô cần câu này một lô cần câu hàng tỉnh, có vài cây canh grass nè, khoen xích gôn, vài cây ken, hàng này là hàng chưa sử dụng nhé, Daiwa và cây Gamakatsu. Rồi để shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ không lép shop lên đó thì em cứ gửi sẽ shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất đến cho mọi người một cây cần của hàng Suzumi, cây hàng Suzumi. Thì cây nào cây Suzumi, hàng chất liệu là chất liệu carbon, độ cứng của nó sẽ là ML và phen là phen Fuji, bát Fuji. Carbon sẵn nha mọi người. Cần này thì giá cũng rất ok, 500k nhé. Cây số 1 giả 500k, độ cứng ML thì anh em có thể luôn màu giả, không thôi anh em có thể câu ngâm, câu cả lăn, câu cả trắng. Carbon sẵn nha mọi người, đẹp. Cần Suzumi thì cái này nó nặng là 99g, đọt 1.7 và 1.8, giả công khai cây số 1 giả 500k nha mọi người, 500k cộng ship cây số 1, hàng còn tương đối đẹp. Tiếp theo cây số 2. Cây số 2 lên tiếp người là một cây cần của hãng Quarry Hill. Thì cây này là một cây cần 4 khúc và nó sẽ có túi, một cái túi cứng ở ngoài nè. Túi cứng, một cái túi mềm. Đó. Cần khá xịn sò nha. Thì cây này một cây hàng tỉnh về nha mọi người. Đó. Đây phụ kiện luôn. Đây, cây cần 4 khúc. Thì lần trước có một anh nào nhắn tin hỏi có cần nào màu đỏ đỏ màu phong thủy không, này nó đây. Thì Quarry Hill là một hãng của Nhật mà được nhà máy được sản xuất tại China nha mọi người. Nó gõ cho mọi người luôn, đây Quarry Hill. Đó, cần rất là đẹp, dạng hàng mà hàng dùng lướt thôi. Keo chỉ phen nè. Cực kỳ đẹp nhé. Thì cái này dài là 1m98, độ cứng của nó độ cứng ML. Đó. Dài 1m98, độ cứng ML, phôi là phôi carbon, phen là phen Fuji. Đó. Đây, phen Fuji. Bát là bát Fuji. Đó. Buộc chống sẵn. Thì cái này nha, chiều dài thu gọn của nó là 54 cm mọi người, 54 cm. Đọt của nó sẽ là 1.6. Đó. Đọt 1.6, càng rất là đẹp. Độ cứng ML thì nó sẽ tải mồi từ 1.5g đến 10.5g nhé. 1.5g đến 10.5g. Tải dây từ 4 đến 10 lb nha mọi người. Đó, càng rất là đẹp. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95% nhé. Thì cái này thích hợp cho anh em nào đi câu chẽm, câu lóc, lô mồi giả nhé. Và thích hợp cho anh em hay đi đi xa, đó, du lịch. Rồi giả công khai cây số 2, giả là 2.500.000 giống người, 2.500k cộng ship. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên cho người là một cây cần của Majorap. Thì cây này cái Majorap này còn túi luôn nhé, còn túi luôn. Và cây này một cây cần Majorap đọt dịu. Đây. Đọt nó cứng tầm khoảng UL thôi. Đây, uốn thành hình chữ C được luôn nè. Cái này làm chuyên về cho anh em nào có cảm giác nhé. Thì cây này một cây Majorap 40, chiều dài của nó là 2m37, đọt 1.2, nặng là 96g nhé. Và cây này còn tuổi còn bao. Thì cây này nó tải mồi từ 0.5g đến 5g, tải mồi tương đối nhẹ. Phen của nó là phen Fuji Sheet nhé, phôi là phôi carbon. Thì cần nó có xây sát nè, đó, cần xây sát. Cái này anh em nào về mà câu bóng lục nè, câu chép, câu bóng đục, câu có cá chép, câu cá chẹm rất là ok nhé. Tổng thể nhìn còn rất im, đó. Có xây sát sức sơn thôi. Phen này xít ha, buông ra đây. Đó. Cái này like từ 2 đến 5 lb nhé, hàng chuyên về anh em câu cảm giác. Majorap. Rồi giá công khai cây số 3, giá 1.3 nha mọi người, 1.3 cây số 3. Tiếp theo sẽ là cây số
4 nha người, cây số 4 lên tiếp người là một cây cần Mayanrap. Thì cái này vẫn vậy, còn túi nè, còn túi và sách hướng dẫn. Thì đây là một cây Mayanrap Sewas. Thì cái này dài là 2m. 2m11 nha người, dài 2m11, độ cứng M. Thì cây này tải mồi từ 7 đến 21 g nha người. Tải mồi từ 7 đến 21 g thì anh em có thể câu nhái thiệt, nhái giả vô tư. Tải dây từ dây số 4 đến dây số 6 nha, dây bè. Này, nó thì cái này nặng là 164 g, đọt 2.6 ly. Nặng 164 g, đọt 2.6 ly. Một cái hàng còn khá là đẹp. Phen của nó là phen Pulsisit nhá, phen Pulsisit. Foil là foil carbon. Sẵn nha mọi người, carbon sẵn đẹp. Bát là bát Pulsi. Cái này về anh em có bao lực thả ra luôn á. Cây này ở thị trường nước ngoài thì họ chuyên về câu cá leo nhiều hơn. Đây, sẵn găng gốt nhá, bù buộc trong sẵn. Đây, phen ship nè, rất là đẹp. Thì cần Mayanrap á, thì chuyên nếu nó sản xuất thì một là của China sản xuất, hai là của Việt Nam sản xuất nha anh em. Nó gọi cho anh em biết luôn. Thì họ xuất cho thị trường nào thôi. Thì hàng Sewas này thì họ sẽ xuất cho thị trường Nhật nhé, xuất cho thị trường Nhật không thôi là Nga đó. Cho nên em cứ search cái tên này vào, nó sẽ ra liền đó. Sáng găng gút nhé. Rồi, giá công khai cái cây cần số 4 giá 2.6 triệu người, 2.6 triệu. Cho nên nào về câu cá lóc đó, câu nhá thiệt nhé hơi. Cái này đánh nhá thiệt là vô tư luôn á, rất là chắc nha mọi người. Tiếp theo cây số 5 thì cây số 5 tiếp tục lên cho người một cây cần Mayanrap. Thì cây này một cây cần Mayanrap Cortez, một cây Mayanrap Cortez. Thì cây này một cây đời đầu nha mọi người, cây đời đầu và được sản xuất tại China. Đây nè, phen của nó là phen Pulsisit nhá, phen là phen Pulsisit, foil là foil carbon. Đó. Thì dòng Cortez này mà một số đời sau bây giờ đa phần là phen Pulsisit này thôi, chứ không được Pulsisit như thế này đâu. Đó. Bỏ tầm bát Pulsi. Cần thì ngoại hình tầm khoảng 95% nhá, cần rất là mới. Phen này nó hoàng hoàng thế này do cái keo vô người, cái keo nó lâu ngày nó đóng dưới đây. Thì anh em về có thể nại ra là xong, thử ra nhẹ là xong. Đó. Cần rất là đẹp nha, phen Pulsisit buộc trống sẵn. Đó. Thì cái này dài là 2m58 người, dài 2m58, độ cứng của nó độ cứng ML. Thì đối với một cứng ML này thì anh em chuyên về cho anh em câu mồi giả nhiều ha. Đó, câu mồi giả. Và cần rất là đẹp, câu mồi giả, câu cá sắc, câu cá lăng, câu câu lóc, câu chẻm vô tư nhé. Mayanrap thì cái này nặng là 138 g, đọt 1.6 ly, dài 2m58, tải mồi từ 10 đến 30 g, tải mồi từ 10 đến 30 g, tải dây bê từ 0.8 đến bê số 2, tải lai từ số 8 đến 14 lb nhé. Rồi giá công khai cái số 5 giá 1.8 triệu người, 1.8 triệu cộng ship cái số 5, một cái càng khá là ok. Mayanrap. Tiếp theo cây số 6 thì cây số 6 lên cho người một cây cần Mayanrap Satis. Thì cây Satis này thì nó sẽ là một cây cần phen titanium nha mọi người. Đây, cây này còn túi nè, đó. Còn túi và còn sách hướng dẫn cái gì nè đó. Thì đây một cây cần Mayanrap Satis, truyền cho anh em live shop nhít nè đó. Thì cây này nó sẽ dài là 2m7, 2 khúc. Và nó tải mồi mát của nó là 50 g nhé. Tải dây be từ be số 1 đến be số 2. Và phen của nó là full, là phen titanium mà mọi người. Đó. Titanium xích. Thì giá nó bán tại tại Nhật nó ra tầm khoảng 24.500 yên, nó ra tầm khoảng 4.5 triệu, 5 triệu Việt Nam nhé. Thì cây này thì một cây hàng dùng lướt về, cần còn rất là đẹp. Đó. Cái này phen của nó, số bộ phen là phen nòng súng này,
khoan nòng súng. Về mà thích hợp cho anh em nào dạng câu câu chép dịch vụ nè, đó, câu cá chê sẵn găng gốc nhá, bát bát pussy. Phen trên đây là phen bấm rồi, phen bấm, phen titan rất là nhỏ và gọn nhưng mà rất là chắc nha, càng rất là đẹp. Đây, phen đề ba nữa đây, phen nòng súng rất là chắc nha, xịn sò. Cái này nặng là 180g, đọt bọc đi 8 nha mọi người, nặng 180g, đọt bọc đi 8. Buông nó đây. Rồi rất là đẹp. Keo chỉ nguyên zin nhé. Rồi, giá công khai cây số 6, giá 2.8 mọi người, 2.8 cho một cây cần số 6. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho người vẫn một cây cần của hãng Myograph, một cây Siwat. Thì cây Siwat là một cây cần máy ngang. Đây, một cây máy ngang cần Siwat. Bát của nó là bát Pussy nha mọi người, bát Pussy. Phen là phen Pussy Sit. Phen Pussy Sit. Thì cây là một cây dài là 1m98, độ cứng của nó độ cứng ML. Cái này chuyên về cho anh em nào cậu lóc nè, cậu lóc, cậu mồi giả thôi, cậu nhát thiệt. Thì cần nó có xe sát cái này một tí nè. Chung là tổng thể cần thì rất mới rồi. Xe sát cho này thì do quá trình vận chuyển á. Đây nè, sẵn găng gốt nhá. Buộc chống sẵn. Hàng Siwat này đánh cực kỳ cho bò nha mọi người, đánh bao bền luôn. Thì cái này nặng là 170g, đọt 2.1 ly. Tải mồi từ 5.25g đến 14g. Tải dây bê từ bê số 3 đến bê số 6. Đây. Tết đọt. Action Ugo. Rồi, giá công khai cây số 7, giá 1.8 người, 1.8 cây số 7, một cây mày grab. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 này rất là nhiều anh em đặt mình nè. Cây số 8 là một cây cần Myograph Crockett. Đây, một cây Myograph Crockett. Thì hàng Crockett này thì nó sủ cái bát của nó là bát gỗ nha người. Bát gỗ nhìn rất là đẹp. Đây. Và cây này được một số anh em phản hồi đánh rất là bền luôn. Bền và khỏe, đẹp nó. Foil là foil carbon sẵn nè, sẵn chìm nhé. Phen là phen xít chân đen, cán là cán gỗ, cán là cán băng, bát gỗ, bát rất đẹp. Còn Chris thì cây này dài là 1m98 người, dài 1m98, độ cứng là độ cứng M, và cái này nó đọt của nó là 1.8 ly, nặng là 125g. Đọt 1.8, nặng 125g. Tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 16 lb. Này, rất là đẹp. Cái này về cho anh em nào săn lóc, câu nhớ thiệt nhớ hơi. Đọt nó cũng dạng tương đối ok, không quá cứng cũng không quá mềm nhé. Đọt cứng em mà. Này. Rồi, giá công khai cây số 8, giá 2.000.000 người, 2.000.000 cây số 8. Thì tổng thể ngoại hình cây này nó gây tầm khoảng 93% nhé. Nó vẫn có một vết xước nhỏ chỗ này, ngoài vết xước li ti giống như dạng lông mèo thôi. Đó. Rồi, giá là 2.000.000 người, 2.000.000 cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 lên cho mọi người một cây cần Ken. Thì đây một cây cần Ken Ocean. Một cây cần Ken. Thì cái Ken này sẽ dài 3m3 và 3 khúc nha mọi người, dài 3m3, 3 khúc. Thì cây này mới về luôn, chưa vệ sinh cái cán nè. Cán nó còn đóng đóng sần, đóng bụi nè, đen đen nè. Thì cây này số bộ phen là một phen xích gôn nha mọi người. Chân gôn, lỗ xích luôn. Xích gôn. Lỏng chống chống nổ nè.
Thì cái này dài 3m3 nhé, dài 3m3. Và cái này nó lô mồi chắc tầm khoảng 40 gram thôi. Đó, 30 40 gram. Đọt tương đối dịu. Rồi này chiên về cho nên nào câu ngâm, câu chép. Anh em lua thì có thể dạng lua gân, đánh mồi nhẹ nhẹ. Đây. Khớp nối của nó. Đây, cũng xin lưu. 3m3. Thì cái này nặng của nó nặng là 342 gram. Đọt 1 ly 8 nha, nặng 342 gram, đọt 1 ly 8. Được cái là cây này số 1 phen rất là xịn và đẹp. Đây, nhìn từ xa sen phen của nó là chưa rỉ luôn đó mọi người, chưa rỉ chưa ra ten luôn. Đó, đọt tương đối dịu nha. Rồi, giá công khai cây số 9, giá 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 và cây số 11 là một cặp nha. Shop sẽ đọc thông số cây số 10 thôi. Thì cây số 10 cũng vậy, vẫn là một cây Ken Cast Ocean luôn. Thì cây này là một cây cần Ken, dài là 2m28, 2 khúc, nặng là 264 gram, đọt của nó là 2 ly 2 nhé. Và cái này nó tải mồi từ 28 đến 80 gram nha mọi người, 28 đến 80 gram, độ cứng tương đương với tầm khoảng H rồi. Đó. Cái này anh em có thể câu nhá thiệt là vô tư luôn. Tải mồi từ 10, tải la dây từ 12 đến 40 lb nhé. Đây, cái này còn tuổi luôn. Thì cái này thuộc dạng hàng giống như trưng bày đó. Mua được 4 cái này, 4 cái này là một dạng mua một chỗ một luôn. Cản nè, cản mút rất là đẹp nhé. Mút xanh. Phen đây. Phen chân gòn nhé, phen xít chân gòn, phen khổ chê. Rất ok. Ngoại hình cái này ra tầm khoảng 95-96% nha, rất là đẹp. Bu đây. Khớp nối. Bu xi nha mọi người. Thì cần Ken này thì được sản xuất tại Korea nha mọi người, hàng sản xuất tại Korea nhé. Rồi, giá công khai cây số 10, cây này còn túi, giá công khai là 2.3 triệu nhé, còn hộp giá 2.3 triệu. Tiếp theo cây số 11, cây số 11 vẫn vậy, dài 2m28, tải mồi từ 28 đến 80 gram, anh em đánh giá thiệt, thả ra, đó. Đánh bao lực dạng quê sưu tầm cũng được, ít khi nào quê mấy cây cần mới thế này lắm, quê được một cặp luôn đó. Thì cây này nó không có hộp thôi, rồi giá công khai cây số 12, giá là 2.2 triệu nha mọi người, 2.2 triệu cây số 12. Tiếp theo qua đây, qua đây vẫn là một cây một cặp cần Ken. Thì đây một cây cần Ken tiếp theo, đó, một cây Ken Ocean Loop. Thì cây này nó sẽ là phôi của nó là phôi carbon sáng nhất nhá. Đây, một cây Ken. Cây Ken Cat nha, hàng Korea. Thì cây này cái ni lông chỗ này nè, nó vẫn còn luôn. Chỗ cái bát này vẫn còn ni lông luôn. Đó, tay cũng vậy, vẫn còn ni lông nhá. Dạng hàng trưng bày nha mọi người, và còn túi luôn, túi rồi nó đây, rồi carbon sáng nhất nha, phen là phen pusisit, phen lõi xám, phen chân xám và lõi xít nha, chân xám và lõi xít, bát tập bát pusi, phôi sáng nhất mà sáng dạng quậy cá nha mọi người. Thì cây này dài là 2m28 nha mọi người, dài 2m28, đọt 2 ly 3, nặng là 2, cái này nặng là 245 gram nha mọi người, nặng 245 gram, phôi sẵn với cá từ đầu tới đuôi luôn. Và cái này lua từ 10 đến 48 gram, lai từ 8 đến 20 lb nhé. Và cái này anh em có thể câu giá thiệt được nhé, câu giá thiệt của tư. Đây.
sang xít nha mọi người. Và càng nhập thì nó sẽ bu đây. Đó. Phần xít thì sẽ là bu xít màu chè nha mọi người. Đây. Đó. Thì cần ken thì thương hiệu của Hàn Quốc nha mọi người. Hàn Quốc xuất cho thị trường Nhật nhé. Mà được một cái hàng này hàng trưng bày rất là đẹp. Rồi, giá công khai cái sổ benzo 2 carbon nhìn nè. Đó, carbon đặc biệt của cần ken nè. Rồi, giá công khai cái số 12, giá 2,3 triệu nha mọi người, 2,3 triệu cái số 12. Tiếp theo cái số 13. Thì cái số 13 vẫn vậy, vẫn là một cây cần ken. Rồi cây này nó còn hợp không nè, đó, còn hợp. Mình thấy hợp rất là đẹp nhá. À, bông bột, bông lấm chân nè, chim gì nữa nè. Đó. Rất là đẹp. Thì cây này thì đảm bảo với anh em là hàng chua sử dụng luôn, hàng trưng bày. Đây cái phôi carbon của nó giới thiệu cái phôi nữa nè, nó đang rất là nhiều lớp nhá. Ken thì cây này nó sẽ có chiều dài là 2m4 nha mọi người, dài 2m4 hai khúc, nặng là 258g, đọt của nó là 2 ly 2 nhá. Và cái này nó sẽ tải mồi từ 10 đến 48g đó, tải mồi từ 10 đến 48g đánh giá thiệt vô tư. Giá nó bán tại Nhật là 31.000 tầm khoảng 6 triệu Việt Nam nha mọi người. Đó, tầm khoảng 6 triệu Việt Nam. Hàng vẫn là hàng Korea sản xuất. Thì cây số 13 đây. Đó. Còn túi còn hộp luôn nhé. Còn túi còn hộp và hàng chưa qua sử dụng. Đây. Sẵn này. Tại sao mình nói hàng chưa qua sử dụng? Và đây. Đó. Nên lông chó này còn bao lại luôn nè. Đó. Cái này bao thế này thì sao gắn bát được mà sử dụng. Đó. Sao gắn máy được mà sử dụng đấy không? Chung hàng mua tại cửa hàng. Phần xít chân đen. Phôi carbon thì khỏi chơi. Ngoại hình rất là đẹp. Đây. Phần rửa bà ở đây. Phần xít nhé. Bu mọi chè. Sẵn tới khớp nối trên đây luôn. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 2,5 triệu mọi người. 2,5 triệu cây số 13. Tiếp theo cây 14. Cây 14 là một cây cần bạo lực lên cho mọi người hôm nay. Thì cây 14 là một cây cần của Daiwa. Thì đây một cây cần Daiwa Phantom. À, Daiwa Phantom, một cây cần bạo lực. Và cây này nó dài là 2m58 mọi người, dài 2m58. Sở hữu bộ phen là một phen Fujishit chân đen. Phen Fujishit chân đen. Đặc biệt cái là phen đề ba nó là 40 nha mọi người. Đó, phen đề ba 40. Phen này 30 nè. 30 40 30 25 20. Thì phen đề ba 40 này mà phen bấm thì rất là xịn rồi. Đó. Ở Việt Nam mà kiếm bộ phen này rất là khó luôn. Đó. Chân đen phen xít phen 40. Thì cây này dài 2m58, đọt 2 ly 4 nha mọi người, đọt 2 ly 4. Bát là bát thẳng, bát đây qua, phôi là phôi carbon. Cái này nặng là 324g. Đó. Về cho anh em cầu bạo lực nha mọi người, bạo lực. Hàng sản xuất tại Taiwan và cái này nó lô từ 21 đến 80g. 21 80g này thì anh em cầu nhá thiệt đánh tới đâu luôn á. Like từ 14 đến 40 lb. Đây. À, cần ngoại hình thì ra tầm khoảng 95% nhé, cần rất là đẹp. Bu xít màu chè. Đây. Đó. Hàng đại qua. Đó. Lâu lâu lắm mới về một cái này. Đó. Hàng rất là xịn. Độ cứng này, độ cứng MH mọi người, độ cứng MH. Đã nha thiệt đồng vô tư. Thả ra luôn. Cần rất là đẹp. Rồi, giá công khai cây số 14, giá 2,7 triệu nhé. Tiếp theo cây cuối cùng lên cho người một cây cần của Gamakatsu. Thì cái Gamakatsu này rất là xịn luôn. Đó. Phen của nó là phen Fujishit nè. Đó. Phen xít chân đen. Còn túi luôn. Đây. Cán dạng cán ngắn nè mọi người. Cán nó ra tầm khoảng găng tay thôi. Cho anh em nào mà dạng dễ cầm. Cầm đi lua là rất là gọn luôn.
Francis nè, xứ rất là dày và bóng nhá. Bát Lucy Gamakatsu tem vàng. Rất là đẹp. Đây, Mercedes-Benz Marcos. Đây, Francis nha mọi người. Càng rất là đẹp luôn, càng rất là đẹp. Nó chỉ có xước một điểm một duy nhất thôi. Đây, phần xiết nhá. Cái này mà về cho anh em nào câu lóc dịch vụ hay anh em câu chép là vô tư, rất là rẻ. Thì cái này dài là 2m28 nữa người, dài 2m28, độ cứng của nó độ cứng ML. 2m28 độ cứng ML. Nặng là 113g, đọt 1.7 ly. Và cái này tải mồi từ 3 đến 21g. Đó, tải dây từ dây bia 0.6 đến bia số 1, lai từ 4 đến 8 lb nhé. Đây. Carbon bronze gì nè, đó. Càng rất là đẹp. Và nó có bị xước chỗ này một tí, dạng xước lông mèo thôi. Đây, đó. Và chỗ này một tí nữa. Đây. Đó. Xước rất là nhẹ nha mọi người. Không ảnh hưởng tới phôi. Và càng thì bao đẹp, ngoài hai điểm xước đó ra, tổng thể là bao đẹp cho mọi người luôn. Đây, đọt nha. Đọt. Đọt tương đối nãy nha mọi người. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 3 triệu mọi người. Đó, 3 triệu cây số 15, một cây Gamakatsu khá là xịn sò nhé. Rồi, đó tổng cộng 15 cây cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào có thể chốt để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.